Với khoản ngân sách nhỏ mà các bạn muốn một chiếc xe to, rộng rãi thì đây chính là một lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Một chiếc xe, một mẫu xe có tuổi đời trên 10 năm sử dụng, thậm chí đến bây giờ nó còn vẫn sử dụng ngon. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Nissan Terna phiên bản 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, được sản xuất năm 2011. Rồi xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mẫu xe này. Thưa quý vị và các bạn, nói đến Camry thì ai cũng biết, nhưng mà nói đến Nissan Terna thì nhiều người cũng chưa chắc đã biết đến cái thương hiệu này đâu. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là tại sao không mua Camry là mua chiếc xe này, bởi vì là nó có vấn đề gì không, nó có bền không? Phải xin thưa là nó vô cùng bền và đi cực kỳ là sướng luôn. Nó chỉ bị chết vì cái thương hiệu và một cái bóng quá lớn của Toyota Camry thôi. Vâng, chiếc xe này là tên tư nhân, một chủ từ đầu, lăn bánh được 10 vạn cây rồi, 10 vạn cây, 10 vạn cây xịn luôn nhá. Một chủ từ đầu, 10 vạn cây xịn, biển Hà Nội. Mẫu xe này hiện tại Enica đang chào bán với mức giá chỉ có 385 triệu đồng thôi. Đây, Khải luôn mở luôn cái biển số để cho mọi người cùng xem. 29A18081, biển cực kỳ là chất luôn. Và biển 29A nó cùng theo đời xe nhá, cùng theo đời xe. Và một chiếc xe một chủ sử dụng từ đầu thì các bạn cũng biết rồi, nó sẽ được giữ gìn rất là trau chuốt, rất là cẩn thận. Và chiếc xe này thời kỳ mà mua mới đầu tiên thì Khải không nắm rõ lắm, nhưng mà về sau này nó cũng đã được bảo dưỡng rất là đầy đủ tại Enica. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần ngoại thất của mẫu xe này đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe hạng D luôn nhá. Một mẫu xe hạng D luôn mà giá chỉ có 385 triệu thôi. Chúng ta xem cái phần ngoại thất của nó thiết kế như thế nào nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, ví dụ như là Camry này, hoặc là Hyundai Sonata, hoặc là Honda Accord, thì nó thiết kế rất là góc cạnh, rất là sắc nét, nó có gì đó nó vuông. Thì mẫu xe Nissan Terna này nó lại thiết kế ngược lại các phong cách như thế, nó có gì đó nó bo tròn hơn, nó hài hòa, nó cảm giác nó rất là lành. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy đây, nó cực kỳ là lành luôn. Đặc biệt có một cái cụm đèn pha này này, nó thiết kế nó khác với những mẫu xe cùng phân khúc, là nó vuốt ngược ra về phía đằng sau. Và theo thời gian một mẫu xe trên 10 năm sử dụng, cái đèn pha này của nó Khải nhìn thực sự là cảm thấy rất là ưng ý luôn nhá. Nó tất nhiên thì nó cũng đã có cái gì đó nó hao mòn theo thời gian, nó lão hóa theo thời gian, nhưng mà nhìn cái độ trong của nó thì còn rất là ok. Đặc biệt là hai cụm đèn pha của mẫu xe này nó hoàn toàn là chưa bị nứt, chưa bị vỡ gì cả. Và công nghệ đèn pha của chiếc Nissan Terna này cũng được trang bị là đèn pha auto rồi. Đó, hơi tiếc một chút thì nó chỉ có đèn halogen bình thường thôi. Đây, ở phần cản trước của nó có rất nhiều các thanh chrome, 1, 2, 3, 4, 5 thanh chrome. Kèm theo đó là cái logo Nissan nằm ở giữa trung tâm này. Nó thiết kế nó rất là điệu đà, rất là sang trọng, lịch lãm. Đặc biệt những chiếc xe hạng D màu đen mà lại nhiều những thanh viền chrome như thế thì chúng ta nhìn thấy nó toát lên cái vẻ sang trọng, lịch lãm rất là nhiều. Rồi phần phía thân xe này thì Nissan Terna có kích thước chiều dài dài hơn đối thủ cùng phân khúc, đó chính là Camry, lên đến con số là 25mm. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Nó cực kỳ là trường xe và rất là hầm hố luôn. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây có những cái viền chrome này, nó chạy xuyên suốt phần xung quanh thân xe. Đó, Khải vừa nói rồi, những chiếc xe hạng D ấy, nó rất nhiều những cái viền chrome này này, nó toát lên cái vẻ sang trọng, vẻ lịch lãm của mẫu xe này. Tay nắm cửa cũng mạ chrome và có nút bấm mở cửa ở đây. Ở phần phía mâm này thì chúng ta có bộ mâm hợp kim nhôm 17 inch, 4 lốp Bridgestone, được bác chủ xe thay vào tuần thứ 37 năm 2019. Và 4 quả lốp này còn tương đối là dày. Tiếp theo nữa, về phần kết cấu khung gầm của mẫu xe Nissan Terna này, 4 giảm sóc hiện tại của nó đang hoạt động hết sức bình thường. Nó không có bị chết hoặc là không có bị ẩm dầu ở phần giảm sóc gì cả nhé. Đi rất là êm ái. Rồi toàn bộ những cái phần khung viền nóc này của nó này cũng là nguyên bản. Hơi tiếc một chút xe chưa được trang bị cửa sổ trời nhé. Rồi Khải mở cái phần cánh cửa này ra này, đúng là hạng D có khác, cửa kiếc mở ra nó khác hẳn luôn. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần nội thất của nó.
Ở đây thì chúng ta tìm hiểu qua cái phần táp ly nhá. Táp ly của toàn bộ bốn cánh cửa đều được bọc da và nó có ốp giả vân gỗ thôi. Cái này thì nó thực ra nó là bằng nhựa thôi, nhưng mà nó làm có thêm những cái phần vân gỗ này. Toàn bộ bốn cánh cửa của mẫu xe này, phần chỉ của nó là nguyên bản 100%, chưa có bị mất một phân chỉ, chưa có bị dạn chỉ một đoạn nào luôn nhá. Đấy, rồi chúng ta xem cái phần táp ly này của nó này. Đây là bằng da nhá, chỗ này bằng da này. Cái tay nắm cửa rất là chắc chắn luôn. Những cái phần vân gỗ này nó không bị chầy, không bị móp gì cả. Cánh cửa nào cũng có phần loa này. Đó. Ở đây thì chúng ta có cái hèm bậc lên xuống thì đây là cái phần này là nguyên bản này, ốp chống xước. Đây chúng ta nhìn nhá. 2011 tính ra bây giờ là 12 năm sử dụng này. Đây mọi người nhìn các chi tiết nhựa của nó này. Ngon chưa? Đó. Rồi, ở đây thì xin mời các bạn xem luôn cái phần ghế da nhá. Đây là phiên bản nhập đài thì toàn bộ phần nội thất của nó được trang bị là tông màu là màu đen, còn phiên bản nhập Nhật thì là tông màu kem, nhìn nó sang hơn. Đó, nhưng bù lại thì các phiên bản nhập đài nó được trang bị nhiều option hơn. Tất nhiên rồi, hạng D thì ngồi vô cùng là rộng rãi nhá. Bệ tì tay. Đây, có khay để ly ở đây. Nissan Terna thua kem ly ở đây thì cái bệ tì tay nó thiết kế rất là đơn giản, nó không có nút bấm, không có điều chỉnh điện gì cả. Cửa gió, điều hòa ghế thứ hai. Và mẫu xe này được trang bị là điều hòa hai phân vùng độc lập luôn, cực kỳ là mát. Lát nữa Khải sẽ test thử cái phần điều hòa để cho mọi người cùng xem. Ở đây thì chúng ta có cái phần tựa ghế, tựa đầu, thiết kế cái phần màn hình ở đây vẫn được sử dụng bình thường nhé. Trần còn rất là cao. Chúng ta sang phần phía đuôi xe này đi. Đây đuôi xe cũng rất nhiều các thanh chrome này. Cam lùi này khả năng là độ thôi, không phải là nguyên bản theo xe. Đấy, bốn mắt cảm biến ở đây. Rồi chúng ta thử mở cốp nào. Wow, cốp cực kỳ là nặng luôn nhá. Rất là nặng luôn. Mặc dù nó được hỗ trợ bằng cái ti thủy lực ở đây, nhưng mà nó cực kỳ là nặng. Đó. Hơi tiếc một chút, nếu mà cốp điện thì ngon. Chúng ta có một cái khoảng cốp cực kỳ là rộng ở đây. Khải không nhớ chả biết là bao nhiêu lít nữa. Xem nó có cái gì nào. Đây hình như kích này. Lốp dự phòng đây. Đầy đủ hết nhá. Đây này các bạn biết này, một chiếc xe một chủ sử dụng từ đầu này thì nó còn rất là ngon. Những cái chi tiết ví dụ như ti thủy lực, giá đỡ của nó này, nó còn rất là mượt mà luôn. Đấy, rất là chắc nhá. Đóng xuống cực kỳ là chắc luôn. Ok, chúng ta xem qua phần máy một chút. Vâng thưa các bạn, đây chính là khối động cơ của mẫu xe này. Đó, rất nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao không mua Camry và tại sao lại đi Nissan Terna này. Thì đây chính là cái minh chứng trên mẫu xe này. Sau 12 năm sử dụng và đã chạy được 10 vạn cây số rồi, nhưng mà phần khối động cơ, phần hộp số của mẫu xe vẫn hoàn toàn về nguyên bản luôn. Thậm chí là xe nó còn chưa có hiện tượng bị ẩm dầu, chảy dầu. Đây chính là những ưu điểm vượt trội trên những mẫu xe Nhật. Đó, những con ốc vẫn còn nguyên bản từ nhà sản xuất. Rồi, máy nổ rất là êm nhá. Nếu mà quý vị và bạn có điều kiện đến NK để trải nghiệm, máy êm và bốc tăng vọt ta rất là ngon luôn. Rồi, mẫu xe này thì được trang bị động cơ là 2.0 lít hút khí tự nhiên. Máy là máy i4 thẳng hàng, công suất khoảng 136 mã, kết hợp với hộp số tự động vô cấp Ixtronic CVT luôn nhá. Khải giải thích luôn cái hộp số Ixtronic CVT thường thường nó sẽ sử dụng trên những mẫu Nissan hiện đại đời mới bây giờ, nhưng mà đến đời 2011 thì nó đã được sử dụng trên mẫu xe này rồi. Đây là hộp số vô cấp công nghệ điện tử. Đấy, bạn hiểu nôm na nó như thế. Rồi, bước vào trong khoang nội thất của Nissan Terna. Chúng ta xem có những cái gì nào. Đèn nổ lên nhá. Chìa khóa thì đây. Chìa khóa chúng ta phải cắm vào đây. Đó, và chúng ta bấm đèn nổ lên. Kính thì chỉ có kính bên này là một chạm thôi. Và toàn bộ các hệ thống lên xuống kính là hoàn toàn bình thường nhá. Ok, chúng ta tìm hiểu qua một chút này. Nội thất của mẫu xe này cũng được trang bị cái phần là vừa da mềm và phần gỗ. Đấy, đây là những trang bị trên những mẫu xe thường thường hạng D nó sẽ có. Đây chúng ta nhìn. Đấy. Rồi, theo thời gian, theo năm tháng thì những cái phần da, ví dụ như phần táp ly như thế này, táp lô. Đấy, phía bên này nó có một vài chỗ chi tiết nó đã bị chảy ra rồi. Và phần phía vô lăng này thế. Vô lăng thì vừa phần gỗ vừa phần da, thì những phần da nó đã có một vài cái vết chảy nho nhỏ. Vâng, thì trên phiên bản Nissan Terna nhập đài nó được trang bị nhiều option hơn các phiên bản nhập Nhật. Đó chính là phần nút bấm trên vô lăng đây. Nhập Nhật thì nó không có. Và trên phiên bản này thì nó có cả ga tự động cruise control rồi, còn nhập Nhật thì không có. Rồi tiếp theo nữa, một cái ưu điểm rất là vượt trội trên mẫu xe này đó chính là phần điều hòa phân vùng hai vùng độc lập được trang bị trên này.
và nó được thiết kế ở phần bảng trung tâm này, rất là đẹp luôn nhá, rất là đẹp. Và vừa nãy Khải nói rồi, điều hòa của mẫu xe này mát cực kỳ là mát luôn, mát rất sâu đó, mát cực kỳ sâu luôn. Điều hòa cảm biến tự động hai vùng độc lập đó. Một cái hệ thống giải trí đi, giải trí thì công nhận là bác chủ này cũng rất thích những cái gì nó hoài cổ đây, không thèm độ lên màn Android, vẫn để nguyên màn CD 6 đĩa nhá, âm thanh nghe rất hay luôn. Đây, em test thử tí. Mọi người nhìn không? Đúng là xe nhập khẩu hạng D khác, âm thanh nghe nó hay, nó chắc, nó rất là thật luôn. Đấy. Chúng ta xem có gì nào. Loa thì phải không, nhớ không nhầm là 6 loa hay 8 loa gì đấy. Rồi, ở phần phía cần số này thì chúng ta không nhìn thấy phanh tay đâu. Thì Nissan Terna nó thiết kế cái phần phanh tay nó ở phần phía chân trái này, rất giống những mẫu xe của Camry. Đó. Đây, cái phần bệ tì tay của nó thì rất là ok. Không có chầy, không có xước gì cả, khá là đẹp. Ghế thì sau 10 năm tuổi, đánh giá về phần chất lượng ghế, độ phồng nó còn rất là tốt. Tất nhiên thì nó có một vài cái vết nhăn, những cái này thì nó không thể tránh được. Nhưng nhìn tổng thể hơn 10 năm sử dụng như thế này là còn rất là ok rồi. Đó. Vâng, thưa quý vị và bạn, video đánh giá mẫu xe Nissan Terna phiên bản 2.0, tên tư nhân, một chủ từ đầu, biển Hà Nội, được sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, đến đây là hết rồi. Các bạn quan tâm tới mẫu xe này có thể inbox trực tiếp cho Khải hoặc gọi cho Khải theo số điện thoại là 1881 nhé. Một mẫu xe rất rẻ trong phân khúc xe hạng D, chỉ có 385 triệu thôi. Đi ngon, đầm, bốc. Đó chính là Nissan Terna 2011.